Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay trời nắng, giờ này còn nắng nè. 5-6 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng. Hôm nay có mấy chén bước. Mình chuẩn bị mình thu hoạch hoặc mấy chén bước luôn nè các bạn. Một trái ha, thôi để nó già uổng á. Đây trái nữa nè. Nắng quá, hai trái lên. Mình thu hoạch bước với một mớ đậu bắp nha. Đó, mình qua mình thay cho các bạn xem. Có hai cái chén bước này mình mới cho nó leo lên cái vàng nè. Mình đây có cái chén bước leo lên cái vàng, thấy kinh không? Đó, một trái. Ở dưới đây thêm trái nữa nè. Thêm trái nè. Đó, chuẩn bị mình hái hai trái bước bên kia với lại hái đậu bắp luôn nha. Phía sau đây là đậu bắp nè các bạn. Đó. Chuẩn bị mình hái hai trái bước này các bạn. Rất là to luôn á. Đây nè. Phải tầm bẻ hai khúc này. Trời, cuốn nó cứng. Cứng các bạn ơi. Đó. Đó mà một chấm mướp nè, thấy cân chưa? Đó, chấm mướp của mình nè các bạn. Bên phía đây có ăn trái nè. Để tạm đây nha. Đây, một trái đây nữa nè. Lấy tay mình bẻ luôn. Đó. Wow. Đã chưa? Đây, để tay tạm nha. Hai chấm mướp thấy cân chưa? Ủa, nó còn non èo à, nó rất là to luôn á, nặng lắm. Đây mình hái luôn mấy cái trái đậu bắp nè. Đậu bắp bên đây cũng quá chừng luôn. Để nó xuống đây. Đó. Hái luôn mấy trái đậu bắp nè, nó còn non. Đây, nó đậu bắp đỏ nha các bạn. Đậu bắp đỏ là non èo luôn nè. Đây có con trái nè. Trái thấy mình đây, đây con trái nè các bạn, hái luôn trái này nha. Đậu bắp, wow, được ba trái đậu bắp. Đây còn nhỏ quá. Đó, được ba trái đậu bắp rồi. Bên đây trái này mình làm giống nè các bạn. Mình đi qua bên kia mình hái cái trái dưa lê. Đây là trái mướp mà leo trên cái vàng nè, vàng cà chua. Mình hái cái trái dưa lê này luôn nha. Đó, trời ơi, đã chưa. Có con trái một. Và mình sẽ đem vô. Đây là hai trái mướp, một trái dưa lê với được ba cái trái đậu bắp. Đó, cà chua hôm nay cái trái nó đỏ nè. Cà chua này ngọt lắm các bạn. Đây có mấy trái nữa nè. Đó, để vô cái xịa đây. Đó, được mấy trái thu hoạch ngày hôm nay các bạn. Đó, được hai trái mướp với một trái dưa lê với mấy trái đậu bắp. Đó, mình sẽ tháo ra. Đây, cái bông lực mình rửa nó ra nha các bạn. Mình sẽ chấm vô cái bông cái nha. Ra bông cái nè, mình lấy cái tay mình chét xung quanh luôn, chét khi nào hết phấn thôi nha. Đó là bảo đảm là cái trái này nó sẽ đậu nha các bạn. Đó, mình đang thụ phấn cho cây trái mướp. Đó là cái mướp cái nè. Đó, hai cái bông cái luôn nè, một cặp luôn nè. Đó, mình sẽ thụ phấn nha. Sẽ xé ra như này các bạn. Đó, này một cái ha. Sẽ chét vô. Có trái dừa vàng. Nó còn to rồi nè các bạn. Mà chưa có chín nè. Wow. Chưa thu hoạch được các bạn. Chưa có mùi thơm. Nói cái trái đậu bắp giống luôn các bạn. Đem vô mình lấy cái hạt nè. Để năm tới mình trồng tiếp ha. Cái đậu bắp giống mà nó khô nè. Đó, mình để làm giống luôn. Mình hái đem vô. Mình để lấy hạt năm sau trồng tiếp. Trời, sao cứng quá vậy nè. Đậu bắp nè các bạn. Mình mở cho các bạn xem nè. Đó. Mấy hạt đậu bắp nè.
một trái vậy là quá trình hạt mà các bạn đó, để năm sau mình trồng tiếp nha. Một trái đậu bắp vậy là được nhiêu hạt nè các bạn. Hôm bữa mình cũng thu hoạch được máu nè, trắng của mình trồng bữa nè, hôm nay nó lòi cái củ thấy cưng các bạn. Mình nhổ lên thử luôn đi, nhổ luôn cái củ cải cưng trái cưng. Ủa nó bự, củ cải nhà trồng nè các bạn. Ủa nó bự nè, trời đã sợ bên đây còn củ nè. Wow, nó bự thấy ghê luôn. Nhổ lên củ này luôn đi, nhổ cái củ bên đây không. Wow, hai cái củ thấy cưng chưa. Nhổ luôn hai củ cải trắng đã quá. Mình thu hoạch được hai trái mướp, một trái dưa lê với mấy trái đậu bắp này các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.